Nắng lắm không con? Hai cha con mới đi thăm chị cả về đó hả? Bà coi cho đang ăn cơm. Tôi đi ra đồng chút. Ủa, ông không ăn cơm với cả nhà sao? Lúc sáng tôi đi thăm bà cả. Tôi có nhờ bà hai canh đồng ngoài đó. Bây giờ tôi đi chút, rồi tôi với bà hai về ăn sau. Bà coi bà lấy cơm cho Đen nó ăn đi. Đen, qua đây tí nữa má lấy cơm cho con ăn nha. Cái thứ của mày, nhìn cái mặt nó thấy ghét à? Đồ cái thứ gì đâu hả mà ly lợm hả? Làm cái khác của nợ vậy đó hả? Nhìn cái mặt thằng cha mày tao đã thấy ghét rồi, nhìn cái mặt mày tao còn thấy ghét hơn nữa. Muốn ăn cơm hả con? Đi ra đằng sau lấy mà ăn. Mày không phải ông nội của tao. Đi. Của nợ mà. Ủa mình đồng án sáng giờ làm sao rồi bà? Trời tốt lắm mình ơi. Mà nè mình, tôi nói ông nghe nè. Thằng Đen sao? Sáng giờ ông cho nó ăn uống gì chưa? Tôi có nhờ bà ba cho nó ăn rồi. Trời ơi, tôi đã nói với ông rồi, ông lo cho con đi, phiền tới cô ba làm gì. Nè nè, nhưng mà mỗi người mỗi việc chứ bà. Tôi biết là vậy, mà thôi đi. Thôi anh em nghỉ tay lên ăn cơm đi. Dạ. Về mình. Đây, để má hai rửa chân cho con nghe nha. Làm sao bữa nay đi học có vui không? Dạ vui. Má hai tắm cho con luôn nghe nha. Ấy dạ, sao vậy con? Má hai coi coi. Trời đất ơi, sao mà bầm hết người vậy nè? Ai đánh con hả? Hôm qua con lỡ tay làm rớt cái ly trà nóng vô má ba. Má ba giận, má ba đánh con. Trời cô ba, con nó còn nhỏ dại mà. Có gì á thì cô từ từ cô dạy nó. Lỡ có chuyện gì xảy ra cho con rồi sao cô? Nó hư là mình phải dạy mà chị. Thương cho roi cho giọt. Mà thôi, đằng nào á tôi cũng là cái người sai trái trong gia đình này, sinh nhầm ngôi sao xấu là vậy đó. Thôi, để má hai tắm cho con xong rồi má hai lấy cơm cho con ăn nha. Bữa nay má hai có nấu món con thích lắm nè. Đùi gà chiên hả má? Đúng rồi, con thích không? Trời ơi, thí phạm vậy đó hả? Cái họng của nó đó nhìn coi, nhỏ xíu à, sao mà nuốt nổi cái đùi gà bự chảng như vậy? Nhà đâu phải là của ăn của để dư giả cho mẹ ăn uống kiểu đó. Cái bụng mày chứa nổi không? Mẹ ăn hết không? Ăn không hết mày biết tay tao nghe chưa? Nhìn cái bản mặt là thấy ghét à. Y chang cái bản mặt con ghét mẹ nó còn sống à. Thôi được rồi cô. Chồng cái thứ của nợ mà. Mấy đời gì ghê
buồn chi đừng hót ngoài sân. Nó kêu nhau rằng hà cơm cát làm sao ăn. Nó buồn vì sao khi mẹ nó sống hoa đời, cha thì vô tâm cưới nhầm vì ghé chẳng thương. Đã bao nhiêu lần người cha đi sớm về khuya, nó chẳng trâu về vì cho cơm tròn cát khô. Cát nằm tận sâu, cơm thì trắng ngon trên dần. Ăn làm sao trôi cha dần đuổi mò đi rồi. Trời kia ai xót thương, nước mắt buồn rơi dài áo sương héo hon đêm trường. Ai đã nghe rồi cũng bởi cũng tôi, vì ghé con chồng tâm cam ngày xưa. Nhưng ông bụt nào đâu không còn hiền thân, cho bát cơm chiều, cho quần áo xin hỏi thăm ân tình, chỉ nghe bao xót xa. Khi trắng tan ngoài sân có tiếng kêu oan trách người cha, sao nhẫn tâm bỏ con thơ dài. Trà bát cơm thường cơm các người cha, chim bay về trời xa, cha buồn năm đáo nên đã qua đời. Dân làng bao nhau có con chim là gọi cha tiếng khóc đà. Người cha đi sớm về khuya, nó chẳng trâu về vì cho cơm tròn cát khô. Cát nằm tận sâu, cơm thì trắng ngon trên dần. Ăn làm sao trôi cha dần đuổi nó đi rồi. Trời kia ai xót thương, nước mắt buồn rơi dài áo sương héo hon đêm trường. Ai đã nghe rồi cũng bởi cũng tôi, vì ghé con chồng tâm cam ngày xưa. Nhưng ông bụt nào đâu không còn hiền thân, cho bát cơm chiều, cho quần áo xin hỏi thăm ân tình, chỉ nghe bao xót xa. Khi trắng tan ngoài sân có tiếng kêu oan trách người cha, sao nhẫn tâm bỏ con thơ dài. Xa trà bát cơm thường cơm các người cha, chim bay về trời xa,
cha buồn năm đáo nên đã qua đời. Dân làng bảo nhau con chim là gọi cha tiếng khóc đà đà. Con chim là gọi cha. Tiếng khóc đàn.